có để thêm ống không? Sai không? Tiền từ ngày xưa là để là gì không á? Cảm ơn các bạn.
Anh Phúc bán ở đây có một cái đặc biệt là khách tự trả tiền rồi tự thối tiền luôn nè mọi người. Chưa có cái xe xúc cua hoặc là một cái quán bán đồ ăn nào mà khách tự trả tiền rồi tự thối tiền luôn. Anh Phúc bán ở đây đã 8 năm rồi nha mọi người. Cho nên là rất là nhiều khách quen và hầu như là dưới văn phòng và cũng giống như là công nhân á, ai cũng biết tên Phúc hết. Nói anh Phúc xúc cua là ai cũng biết. Khách ta đây mua đó là giá cả mình ăn như thế nào là biết luôn. Tại vì anh Phúc rất là bận, không có thể nào mà kịp để mà thối tiền cho khách á. Là khách tự trả tiền rồi tự thối tiền luôn. Nên là khách tới đây ăn giống như là một gia đình vậy đó. Rất là tin tưởng lẫn nhau nha cả nhà nha. Em. Khách đến mua súp cua của anh Phúc á, đa số là mua đem đi thôi, ít có khi ngồi ăn lắm. Đi làm từ thiện là, anh ha. Mình kêu gọi những người mà coi như là có lòng hảo tâm á, giúp đỡ lợi cho những người nghèo. Mà đích thân anh đi giao tiền, anh đi nhận tiền rồi giúp cho. Tại vì đích thân mình làm thì mình sẽ yên tâm hơn là mình bàn giao cho những người khác anh ha. Sau này là gì á? Để cho những người vùng quê, vùng sâu, vùng xa đâu đó. Dạ. Có thể là chia sẻ với họ. Nhưng mà con anh hai đứa cũng có ý nguyện vậy luôn á. Vậy hả? Hai thằng trai hả? Hai thằng trai á. Nó cũng nói gì vừa giống thịt anh luôn. Thì cũng được rồi. Anh nói rồi sau này con, rồi con cũng đi làm cái ý nguyện là giống nhau vậy á. Là nghe nè. Các ước nguyện của mình mà giấy cho thành hiện thực thì nó vui lắm. Dạ đúng rồi. Thế là tại vì mình cũng đã từng trải qua cái cơ cực rồi anh ha. Rồi, phải rồi. Mình hiểu được. Trời ơi, em thấy trên đây vậy chứ ở dưới quê họ nghèo lắm. Ở dưới quê anh hoặc là tất cả coi như vùng sâu vùng xa họ còn nghèo lắm. Không có tiền đi trị bệnh luôn. Thì thành thử như sau này anh có chuyện là sau này anh làm nghe kêu gọi những người mà có lòng hảo tâm á. Dạ. Giúp đỡ cho những người đó đặng người ta đi trị bệnh, những người già cô đơn, nghèo đơn rồi đó. Và sau này là gì á? Thực sự ra là em thì em có một cái công việc khác nữa, không phải là làm YouTube. Mà làm YouTube là em kiếm thêm tiền cái phần khác để em cũng đi làm từ thiện vậy đó. Chứ mỗi tháng là em cũng mua gạo này kia em cho trên cái chỗ mà nấu cơm từ thiện của bệnh viện ung bú á chứ. Tháng nào cũng vậy hết á. Được như vậy là tốt lắm.
Nói chung mà sống vì cái tâm thiện á, mình cảm thấy mình thoải mái lắm anh Phúc ha. Chứ mình sống mà mình theo kiểu mình sống ác ý với người khác á, mình cảm thấy cái lòng mình nó không có an. Với cái đồng tiền á, thấy gì chứ nó có cái chân. Có nghĩa là nếu mà em sống không phải thì đồng tiền đi hết. Còn nếu mà em sống mà phải rồi á, thì đồng tiền có thể ở lại với mình. À, mọi người, em mới mua một ly súp cua của anh Phúc và một ổ bánh mì này nha mọi người. Tại vì em có hứa là hôm sau là em sẽ ăn súp cua với bánh mì để review cho mọi người thấy nha. Đây là ly súp cua này, để em quay lên cho mọi người xem. Em mời mọi người ăn sáng cùng với em nha. Bánh mì này giòn rụm luôn, nóng hổi luôn. Đây, mọi người thấy không? Đây là bánh mì đặc ruột rồi nha. Chứ không phải là bánh mì bọng than giống như ở những chỗ khác người ta bán đâu á. Chấm vào. Ngon quá cả nhà mình ơi. Chúc bạn ăn với bánh mì cực kỳ là ngon. Đây là trứng cút mà cả nhà mình đây là mọi người, trong cái ly súp cua 12.000 của anh Phúc là có ốc luôn nha. Đây là ốc heo nè, ốc heo, bò viên, rồi nấm. Mình có kêu thêm một đâu, mình kêu thêm là nửa trứng mít thảo nữa nha mọi người. Ngon quá. Súp cua của anh Phúc bán là ở cổng B của siêu thị Vivo City nha cả nhà mình. Mọi người mà muốn đến đây để thưởng thức cái súp cua của anh Phúc á thì mình hãy tới ngay chân chỗ cổng B của siêu thị Vivo City nha. Nhưng mà mọi người từ ở ngay chân chỗ đường Lê Văn Lương
có cái đường rẽ vào trong chỗ siêu thị Vivo City á, là mọi người sẽ gặp cái xe súp cua của anh Phúc đang đậu đứng bán ở bên lề bên tay phải liền nha cả nhà mình nha. Nhưng mà tới 10 giờ 20 là hết rồi chứ. Em tới 10 giờ 20 là hết sạch tới hết chưa tao. Anh Phúc bán ở đây đó là từ 6 giờ sáng đó tới khoảng cao lắm là 10 giờ 20 là anh Phúc hết bán rồi nha cả nhà mình. Cho nên ai mà muốn ăn á thì mình tranh thủ, tại vì ở đây đa số anh Phúc bán á là cho công nhân viên nè, rồi những người công nhân đi qua lại ở cái đường này á và làm việc gần ở đây ăn thôi, chứ anh Phúc không có bán cả ngày. Buổi chiều á thì anh Phúc bán ở chỗ khác rồi. Tổng cộng là tiền 4 triệu đó. 4 triệu thì nói là 3 triệu 9 đi. Nói là 3 triệu 9 đi. Rồi lấy cho xem luôn đi. 3 triệu 9. Xe trước giờ có mông giờ. Đi ngon. Hey, mọi người, em ăn gần hết súp rồi. Đây, đây là bổ heo nè. Đây là không phải là một bộ nha, chỉ có nửa bộ ốc heo thôi. Hey, mọi người thấy ốc heo không? Ốc heo ở chỗ anh Phúc làm rất là sạch nha mọi người. Cái đường chi máu anh Phúc lấy ra hết trơn luôn, ăn không có bị hôi mùi máu hay là tanh gì hết nha cả nhà mình nha. Không để hành luôn. Có tiên người không kinh? Ngon quá cả nhà mình. Có ớt không? Nó béo, nó bùi, nó thơm. Em ít khi ăn ốc heo lắm, nhưng mà ốc heo của chỗ anh Phúc làm đây này nè, em ăn được, ăn ngon. Chứ mấy chỗ khác làm em không có thích ăn lắm. Tụi kinh đi nhưng mà quên em mất luôn. Anh là cứ ghé nha. Anh Phúc nói là khách nào tới đây ăn mà hôm nào mà lỡ hết tiền hôm nay là quên em bóp thì cứ ghé, đừng ngại. Không khác trả cũng được, hoặc là không trả cũng không sao anh Phúc ha. Chỉ một ly súp thôi mà. Thôi rồi kinh. Cảm ơn kinh nha. Thôi của em có ca không? Có.
Em có lấy miệng không em? Anh cho em hỏi là anh có hay đến ăn quán súp cua của anh Phúc không ạ? Có, mỗi ngày luôn. Mỗi ngày luôn hả? Vậy là thành mối quen mỗi ngày của anh Phúc luôn hả? Lý do gì sao anh thường hay tới ăn mỗi ngày vậy anh? Tại vì ngon á. Ngon mà khỏe nữa. Anh Phúc nói chuyện vui nữa. Nhiệt tình á. Quá nhiệt tình luôn chứ hả anh? Là cái chứ cái nghe. Ủa vậy là anh ở quận mấy anh? Quận 7 luôn. À anh ở quận 7 là gần đây ha. Khách quen. Anh này là khách quen, khách ruột của anh Phúc luôn à. Dạ cảm ơn anh nha. Em xin chào tạm biệt mọi người nha. Em xin kết thúc clip ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nữa nha. Bye bye. Yeah.